Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 9 tháng 3 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang về những cái dòng là hàng mới đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Mà sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có nhé. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan trầm tím hàng rừng ạ. Cái lô trầm tím hàng rừng cô chú anh chị này, cái hàng phải nói là cực kỳ là đẹp, tuyển chọn và gần như là đã cắt tỉa sạch sẽ, gần như toàn bộ đều là 100% thân tơ cô chú anh chị nhé. Em nghĩ rằng là bất cứ một anh chị chơi lan nào chắc là không thể thiếu những cây trầm rừng trong sân vườn đâu ạ. Yêu thích cái dòng lan bởi vì cây trầm rừng này hoa cực kỳ là thơm, cái độ thơm cũng như cái vẻ đẹp của nó gần như là mang trọn cái vẻ đẹp, cái hương thơm của núi rừng về nhà cô chú anh chị ạ. Một cái cây lan mà rất là tuyệt vời. Và cái dòng lan trầm tím hàng rừng thân nụ này hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho nụ nhé. Em đang xin phép bán với giá chỉ 360.000 trong kg, và với không phải em sẽ bán ngay từ 0,2 kg. Với 0,2 cô chú anh chị mình có một cái giò lan trầm thực sự rất là đẹp. Đó, một cái lượng tầm như vậy cô chú ý chị có một cái giò lan trầm cực kỳ là đẹp và thơm để mà thưởng thức hoa rồi. Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan sơn thủy tiên. Đó, giả hành tròn vo căng mướt và rất là xinh như thế này. Dòng sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá chỉ 180.000 trong kg thôi cô chú ý chị nhé. Với những cái rễ vừa tầm ghép xinh đẹp lắm luôn ạ. Cây không có lớn lắm nên là cô chú ý chị mua sẽ rất là lợi cân. Dòng sơn thủy tiên này 180.000 trong kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo kèn ạ. Cô chú anh chị nhanh tay để sưu tầm để được thưởng thức những cái bông hoa kèn một cách trọn vẹn. Với những bông hoa thời điểm hiện tại đang có một số bông nở trước mà bông hoa tím lịm luôn cô chú anh chị này. Hoàng thảo kèn em đang để giá chỉ có em đang bán với giá chỉ có 350.000 trong 1 kg thôi ạ. Và với 0,2 kg cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một cái phần kèn và có thể có ngay một cái giỏ kèn cực kỳ là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Đây, với 0,2 cô chú anh chị mình có thể được một cái lượng kèn tầm gần gần như vậy cô chú anh chị nhé. Đó, sẽ có ngay một cái giỏ kèn mà có những thân kèn tím lịm để mà thưởng thức hoa luôn rồi. Bán 0,2 tức là chỉ có 70.000 thôi cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan hoàng thảo trúc mành. Những cây lan hoàng thảo trúc mành, một cái hoàng thảo trúc mành em đang để giá là 180.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg trúc mành. Với những giả hành đốt căng mướt như thế này và thỉnh thoảng lác đác đã có một số cây gọi là nhú nụ rồi cô chú anh chị nhé. Thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để cô chú anh chị mình vừa thưởng thức hoa lại còn vừa có thể có cái cơ hội có gọi là trồng thuần cao nhất cây lan trúc mành này. Và hoàng thảo trúc mành thì em bán ngay từ 0,2 kg, 0,3 kg đây, với một cái lượng tầm 0,3 cô chú anh chị được một cái lô ngắm đã mắt luôn. Và sang bên này thì một cái lô đai châu cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đai châu Thái hàng bắc trụ của rừng Việt cô chú anh chị nhé. Cây thì không có lớn lắm nhưng mà cứng cáp, cứng cáp và rất là khỏe cây ạ. Rất là khỏe cây. 1 kg này em đang để giá có 350.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Với 0,3 cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 5 cho đến 8 cây cô chú anh chị nhé. 5 cho đến 8 cây đai châu. Đó, cô chú anh chị muốn lấy 5 cây hay là muốn lấy 8 cây thì em có thể chọn cho cô chú anh chị được. Tức là đây 2, 4, 5. Một cái lượng hàng đai châu rất là nhiều như thế này. Đó, 5 cho đến 7, 8 cây. Chỉ rơi vào có 105.000 thôi. Cô chú anh chị có những cái cây đai châu cực kỳ là xinh đẹp như thế này rồi cô chú anh chị nhé. 3 lạng tức là 105.000 là cô chú anh chị có cả 7, 6, 5 đến 7, 7, 8 cây đai châu rồi. Hoặc cô chú anh chị mình muốn chọn hàng mà theo chuẩn màu ấy ạ, thì cô chú anh chị hãy mua ở đây cho em cô chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là những cái cây đai châu mà hàng chuẩn màu cánh sen ạ. Đây là những cái cây đai châu chuẩn màu cánh sen và là một trong những cái màu hoa mà cô chú anh chị biết rồi là hot nhất và là một trong những màu hoa gọi là đẹp và được người chơi lan yêu thích để mà sở hữu thưởng thức trong những ngày Tết. Em bán một cái cây đai châu hồng cánh sen này với giá chỉ có 90.000 cho một cây thôi. Là những cây đã trưởng thành lớn. Đây cô chú anh chị nhìn cho em, như năm ngoái là đã cho, vừa rồi là cho hai cái vòi bông rồi. Có những cây ạ,
cái to rồi cô chú anh chị nhá. Giá chỉ có 90.000 thôi ạ. Cái giá lẻ thì bằng giá sỉ luôn, hàng em nhập trực tiếp ở bên Thái. Đảm bảo cô chú anh chị là bao giá rẻ sập sàn luôn. Còn bên này đây cũng là dòng Đai Châu mà hàng chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhá. Cái hàng này là cái dòng hoa màu cam cô chú anh chị ạ. Là những cây Đai Châu hoa màu cam và vừa rồi thì đã sổ hoa tại vườn hết rồi. Mỗi một bên tán lá của nó sẽ dài khoảng tầm 25 cho đến 30 cm rồi ạ. Vừa rồi đã nở hết, nở hoa hết rồi. Thì một cái cây Đai Châu như vậy em đang bán với giá chỉ có 80.000 thôi. Cô chú anh chị mình cùng nhìn cho em cái mặt bông màu cam đỏ, một cái mặt bông cực kỳ là mới và đáng thưởng thức trong những ngày Tết như thế này cô chú anh chị nhé. Dòng Đai Châu hoa màu cam đỏ nhé cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là những cây lan hoàng thảo vôi. Một trong những dòng lan mà về cái độ thơm của nó chỉ đứng sau chầm thôi cô chú anh chị ạ. Hiện tại thân nụ và nụ bắt đầu là bật ra khỏi thân như thế này này. Đó, hoàng thảo vôi ạ. Thơm nức luôn, chỉ cần một vài bông nở đã rất là thơm rồi. Em đang bán với giá hoàng thảo vôi 170.000 trong 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg. Và sang bên này đây là em có một phần trần tuấn duy nhất thôi. Cô chú anh chị nhìn cái phần trần tuấn này cằn cỗi như vậy. Nhưng mà cô chú anh chị yên tâm là chuẩn cây giống nhé cô chú anh chị nhé. Duy nhất một cái phần trần tuấn này. Đó, thân rất là mập và dài. Mầm gốc thì cũng đang chuẩn bị lên. Cái hàng này hàng rụng lá của chú anh chị ạ. Mùa này rụng lá. Và cả một cái lô trần tuấn như thế này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 thôi. Cô chú anh chị được một cái giò trần tuấn để sưu tầm rất là xinh rồi. Còn sang bên này đây thì em có hai cái phần, ba phần lạ. Đây là cây kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này cô chú anh chị này. Hàng đang nụ rất là đẹp luôn. Đang nụ nhá cô chú anh chị nhá. Và mầm gốc đang lên này. Cô chú anh chị mua cái thời điểm bây giờ là lợi cân vô cùng luôn đấy ạ. Lợi cực kỳ là lợi cân luôn cô chú anh chị nhá. Đây này, nụ đang bắt đầu bắn chi chít này. Và mầm gốc đang bắt đầu là chuẩn bị nhú lên. Cái dòng lan kim điệp xuân này em xin phép được bán với giá chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg, tức là vài 30.000, 40.000. Cô chú anh chị có một cái giò kim điệp xuân để thưởng thức hoa rồi. Dáng hương tam bảo sắc ạ. Nhìn cực kỳ là chán luôn đúng không ạ? Cô chú anh chị nhìn thì thấy rất là chán luôn. Tuy nhiên cái mùa này cô chú anh chị yên tâm cho em là cái mùa cô chú anh chị mua lợi cân nhất và là cái mùa ghép đẹp nhất của cái dòng dáng hương tam bảo sắc luôn ạ. Đảm bảo là hàng sẽ rất là ít bị xuống lá bởi vì cái mùa này đang là mùa sinh trưởng, một mùa hoa cũng như là mùa sinh trưởng mới của cây. Một cái giò như vậy, một cái kg em đang bán có 150.000 thôi mà em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em đang có một cái phần ngọc thạch ba màu duy nhất. Em bán thanh lý. Thân đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đẹp luôn ạ. Cái lô này em để giá có 50.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có những phần cây hoàng nhạn. Hàng bắc vườn cô chú anh chị ạ. Những cây hoàng nhạn bắc vườn rất là xinh. Em có ba cái cặp đôi. Cặp đôi số 1 này. Cặp đôi số 1 em xin phép được bán với giá là 45.000 ạ. Cặp đôi số 2 35.000 và cặp đôi số 3 cũng là 35.000. Đó. Cô chú anh chị mua hết cả chỗ này có hơn 100.000 một chút xíu thôi nhỉ. Sở hữu 6 cái nhạn bắc vườn rồi. Đó, tại vì ở đây hiện tại em đang còn có vài cây cuối thôi nên là em bán giá gọi là dưới cả giá em nhập luôn cô chú anh chị nhá. Chứ còn làm gì có những cây nhạn mà chỉ có hơn chục nghìn một cây. Đó. Và sang bên này đây thì nếu cô chú anh chị mà muốn lấy những cái cây nhạn gọi là lớn ấy ạ, đẹp ấy ạ, thì cô nhạn đẹp hơn ấy ạ, thì cô chú anh chị mình chọn lựa hàng này cho em cô chú anh chị nhá. Đây cũng là những cái cây nhạn hàng rừng đã trồng thuần tại vườn. Và nó không khác gì những cái cây nhạn lá to đẹp, không khác gì dòng nhạn 4N luôn cô chú anh chị này. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái hình số 13 cô chú anh chị. Hình số 13 là một cặp đôi hai cây nhạn. Những cái hàng như thế này cô chú anh chị để vào một cái chậu đi và sau đó để thêm vào giá thể và cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Hàng không lo bị trượt rớt lá mà có cô chú anh chị có ngay một cặp đôi nhạn rất là to như thế này. Nó không phải là dễ dàng mà có được một cái cây nhạn lá mướt mát như này đâu. Người ta phải trồng vài ba năm đấy ạ. Cô chú anh chị nhà vườn người ta phải trồng trăm vài ba năm mới có một cái cặp nhạn như vậy không cô chú anh chị nhá. Vào cái chậu nhạn giò nhạn này em xin phép được cặp đôi này. Xin phép được bán với giá là 130.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Số 14 cũng là một cái cặp nhạn có hai cây ạ. Và cặp nhạn này xin phép bán 90.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 cũng là một cái cây duy nhất thôi. Đây à. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Này hơi dập lá một chút xíu mà cực kỳ là đẹp. Này xin phép bán 60.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 16. Hình số 16 là một phần nhạn có 4 cây ạ. Cái 4 cây này giò nhạn 4 cây này đẹp phải nói là đẹp mộng mơ luôn ạ. Cây rất là đẹp cô chú anh chị nhá.
cực kỳ là đẹp luôn. Và cả giò nhạn này em xin phép được bán với giá là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 17. Hình số 17 là em cũng có một cây duy nhất thôi, cái này hơi bị rách lá một chút, em bán 60.000. Và sang hình số 18 này cũng là một trụ, một cây, em bán với giá 70.000. Một cây lớn và một cây nhỏ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình số 19 này cũng là một cây mà bị dập lá một chút, nên em sẽ để giá là cũng chỉ có 60.000 thôi. Hàng thuần rất là đẹp như vậy. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 20, với một cái trụ mà có hai cây, cô chú anh chị nhá. Trụ hai cây này em xin phép được bán với giá là 90.000. 90.000 cho cái trụ hai cây này mà cũng hơi dập lá một chút. Và hình số 21 này, cái hình này cũng hơi dập một chút. Em bán cái hình này với giá là 80.000 nhá, một cặp đôi có hai cây. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22 ạ. Một cặp đôi hai cây rất là to luôn cô chú anh chị này. Đó, nó cũng có hơi lỗi lá một chút xíu, cây bên dưới này này. Còn cây bên trên này cực kỳ là đẹp. Mỗi cặp đôi như vậy, mỗi cặp đôi như thế này em xin phép được bán với giá là 100.000 nhá. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cái siêu phẩm nhạn 4N cô chú anh chị nhá. Để cô chú anh chị có thể thỏa mãn những cái cây đam mê của mình với những cái cây nhạn vô cùng là đẹp như thế này. Dòng nhạn 4N, bản lá mít rụt và lá cực kỳ là to. Mặc dù lá chỉ có 4-5 cặp lá thôi, 4-5 cặp lá thôi, mà lá vẫn rất là đẹp, xếp rụt này. Bản lá cực kỳ là to và đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu nhạn như thế này hiện tại em đang để giá có bao nhiêu ạ? 160.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị lấy cả một cặp đôi là hai cây ạ, chỉ có giá 320.000 thôi. Và em dám đảm bảo cô chú anh chị rằng cái giá hiện tại em đang bán với những cây nhạn to, đẹp và mít như thế này, mít như thế này, với giá 160.000 thì thậm chí nó còn rẻ hơn cả giá mà người ta bỏ xỉ. Cô chú anh chị chơi lan lâu thì tìm hiểu lan thì em nghĩ rằng cô chú anh chị không lạ gì những cây lan nhạn 4N đúng không ạ? Những cây nhạn 4N em thấy là một cây như thế này thì những cái nơi khác chắc chắn người ta không bán dưới 200.000. Thì ở đây thì hiện tại em đang để giá là 160.000 cho một cây. Đó, cái hàng em nhập trực tiếp Thái với cái lượng hàng rất là nhiều, nên là cô chú anh chị mình yên tâm rằng là mua sẽ không bao giờ bị hớ cô chú anh chị nhá. Không bao giờ cô chú anh chị lo rằng là sẽ phải bị mua đắt. Đó, đảm bảo cô chú anh chị là bao giá rẻ, hàng đẹp, hàng chuẩn cho cô chú anh chị mình. Bên này đây cũng là những cây lan nhạn 4N, nhưng mà cây này thì rất là cao, rất là nhiều cặp lá. Tuy nhiên thì so với cái lá bên kia thì cô chú anh chị có thể thấy được là cái cây bên kia lá phần nó đẹp hơn đúng không ạ? Cô chú anh chị mình có thể chọn lựa, nhưng mà những cái chậu này thì cô chú anh chị về lên giò cũng phải nói là tuyệt phẩm luôn rồi. Cô chú anh chị ạ, những cái chậu nhạn rất là đẹp như thế này. Đó, không phải dễ kiếm được những cây nhạn 4N mà nó to, nó cao như thế này đâu cô chú anh chị ạ. Và cái hình đầu tiên này, cái hình này em gọi là cái hình số 23 nhé, cô chú anh chị nhé. Hình 23 em xin phép bán có 190.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo 24, cây này cũng hơi lỗi láng một chút, bán 180.000. Và hình 25, 190.000. Hình 26 cũng với giá chỉ 190.000 ạ. Hình 27 ạ, một cái siêu phẩm rất là tuyệt vời như vậy, hơn 9 cặp lá luôn, hơn 10 cặp lá luôn, với giá em bán là 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 28, thậm chí cây mẹ con nữa, 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 20, cây này hơi dập lá một chút nhé, của chú anh chị nhé, bản lão rất là to luôn. Hình 20 này, hình số 29 này, em bán với giá cũng 190.000 luôn. Hình số 30 ạ, 190, và hình số 31 cũng là 190 luôn nhé. Còn sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan hoàng nhạn An Ba. Nhạn An Ba hay người ta còn hay còn gọi là cái dòng nhạn va với hoa vàng và lưỡi trắng của chú anh chị nhé, hoa vàng lưỡi trắng. Cái dòng này là cái hàng nếu như là cây đột biến ở cái rừng về thì phải nói là vô cùng giá trị luôn. Còn cái hàng này là cái hàng mà được cấy mô từ cái cây rừng của chú anh chị nhé, cây rừng đột biến nhỉ. Thì một cái cây nhạn rất là đẹp như thế này, cây nhiều cặp lá và cực kỳ là rắn giỏi, khỏe như vậy, trồng trong chậu gỗ rất là đẹp. Em đang bán có 120.000 cho một chậu thôi, đáng sưu tầm đúng không ạ? 120.000 để cô chú anh chị có ngay một cái cây nhạn hoa vàng lưỡi trắng, cây nhạn va rất là tuyệt vời như vậy, cực kỳ là thơm. Cô chú anh chị lấy giúp em hai cây, cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời với giá tiền chỉ có 240.000 thôi. Thay vì cô chú anh chị đi mua những giò thuần mà một chậu hai cây chắc chắn không dưới 500.000 cô chú anh chị ạ. À, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây lan hài. Những cây lan hài hồng cực kỳ là đẹp luôn, và hôm nay thì em đang có những cái lô hài hồng với cái giá rất là yêu thương cho cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình của em ngắm mặt bông của cái dòng lan hài hồng ạ, rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhá. Rất là xinh như thế này ạ. Thì ở đây em đang có những hình để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn này. Có thể lựa chọn cho sân vườn của nhà mình những bông hài hồng, những cây hài hồng cái mùa đang ghép rất là đẹp trong năm. Cái hình này em gọi là cái hình số 1 nhá cô chú anh chị nhá. Hình số 1.
Hình số 1 này lên đến 7 cây. 7 cây này thì chắc chắn cô chú anh chị phải làm được hai giò luôn rồi cô chú anh chị ạ. À, hiện tại thì người ta bán một cái chậu hài hồng một cây đang mèo nụ thôi cũng hơn 100.000. Thế còn hiện tại thì em đang để cái hình này với giá chỉ có 90.000 thôi cô chú anh chị nhá, 7 cây đấy ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2, 6 cây. Ôi trời ơi. Đấy, 6 cây ạ. 6 cây hài hồng. 1 2 3 4 5 6 cây rất là to và đẹp như thế này nhá, vừa vừa nhỡ nhỡ cực kỳ là xinh. Và 6 cây này em xin phép được bán với giá là 80.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này 9 cây. Em xin phép được bán với giá là 90.000 luôn cô chú anh chị này. Giá rẻ chưa từng có luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ, 4 cây. 4 cây to cô chú anh chị nhá, và là cặp cặp cây mẹ con luôn ạ. Và 4 cây này em xin phép cũng được bán với giá là 80.000 đi cô chú anh chị. Và tiếp sang bên này đây là cái hình số 5, 4 cây ạ. Hình số 5 4 cây này. Em bán cái hình này với giá cũng là 80.000 nhá. Hình số 6 này. 5 cây. Hình số 6 5 cây này. Đó, 5 cây này em xin phép được bán với giá là 90.000. Và hình số 7. Hình số 7 cái hình này em bán với giá cũng 80.000. Còn 5 cây của chính chị ạ, 80.000. Quá là rẻ luôn. Và sang hình tiếp theo hình số 8 này, cái hình này có đến 8 cây luôn. Em xin phép bán 100.000. Và hình số 9 nhá. 5 cây. 5 cây này 80.000, em còn một ít em bán nốt của chính chị ạ. Em đang định ghép nhưng mà lại không có thời gian. Cái hình số 12 9 cây ạ. Hình số 12 9 cây. Em xin phép được bán 100.000. Và hình số 13. Hình số 13 chỉ hình số 11. Hình số đây là hình số 12 9 cây. Là 100.000, hình số 11 8 cây 90.000 và hình số 16 cây em bán là 70.000 luôn cô chú anh chị nhá. Bên này đây ạ, em còn đúng 4 chậu lan hài Henry này thôi cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là sum suê với dòng lan hài Henry thì cô chú anh chị biết rồi. Sắp đến mùa hoa của nó rồi cô chú anh chị nhá. Mùa này những cái chậu này vừa rồi thì có rất là nhiều, năm vừa rồi là có cực kỳ là sai hoa luôn cô chú anh chị. Mặt bông của lại lan hài cô si nhá cô chú anh chị. Đây, mặt bông lan hài cô si đây ạ. Và một cái chậu lan hài cô si như này em đang để giá là 110.000. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan kiều tím mà rất là đẹp luôn. Đó là dòng lan kiều tím yên tử nhá. Những cái bông mặt bông kiều tím yên tử đã sổ tại vườn và nó rất là chuẩn màu như thế này. Cái dòng lan kiều tím yên tử này là một trong những cái mặt bông phải nói là một trong những dòng kiều phải nói là cực kỳ là quý. Hoa nó tím đậm nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều cô chú anh chị ạ. Đó, mặt bông kiều lan là cái đã sổ bông tại vườn và rất là nhiều những cái mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Thì một cái chậu lan kiều tím yên tử như thế này thì cô chú anh chị mình có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cái chậu lan kiều tím với cái giá kiều tím yên tử với cái giá cực kỳ là rẻ này. Giá chỉ có 150.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá, kiều tím yên tử ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều lộc bắc ạ, kiều lộc bắc. Một cái chậu như vậy rơi ít nhất là chục thân và hàng bảo hành cái chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị. Bình thường thì cái dòng kiều lộc bắc này nó sẽ nở hoa Tết. Tuy nhiên thì hiện tại thì cũng có những cái rất là nhiều cây nhà vườn đang nụ. Tuy nhiên thì em cũng không có muốn lấy cái hàng có nhú nụ sẵn cô chú anh chị ạ. Bởi vì là cái hàng có nụ sẵn về thì khi mà vận chuyển đến tay cô chú anh chị thì cái hàng nụ nó sẽ lỗi rất là nhiều. Chính vì vậy mà em chỉ lấy những cái hàng gọi là khỏe và đẹp như thế này thì có thể có cho cô chú anh chị ngay những cái cần hoa rất là đẹp trong thời gian ngắn tới thôi. Em đang bán một cái chậu kiều như thế này với giá là 200.000 nhá, kiều tím kiều vuông lộc bắc ạ. Những cái giò này cô chú anh chị để đến sang năm thôi. Mùa Tết cô chú anh chị mà kích được hoa thì phải nói là có những siêu phẩm vô cùng là tuyệt vời. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc chi chít là nụ luôn này cô chú anh chị này. Những chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ti chít là nụ và sum xuê như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Hoàng thảo chuỗi ngọc hoa rất là bền. Đó. Hoa rất là bền luôn và một cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này em đang để giá là 150.000 cho một giò. Để về cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa luôn cô chú anh chị ạ. Dạ. Chị mình có thể cùng em ngắm một vài bông cái chuỗi ngọc mà thời điểm hiện tại đang bắt đầu là bung lụa trước rồi. Cô chú anh chị thấy ạ. Cái lưỡi, cái cánh hoa rất là sắc nét và rất là đẹp như thế này. Đó, thơm ngọt ngào luôn cô chú anh chị nhá. Một cái chậu chuỗi ngọc xin nhắc lại rất là đẹp, đang nụ chi chít luôn. Với giá em đang bán có 150.000 cho một giò thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan đùi gà tròn cô chú anh chị ạ. Đùi gà tròn. Thời điểm bây giờ thì cũng có những cái chậu lan đùi gà tròn là đã bắt đầu là nhú nụ rồi. Cô chú anh chị nhìn này, có những chậu là đang nhú nụ rất là đẹp luôn như cái thân này. Cô chú anh chị nhìn thấy là tơ tít như thế này mà nhú nụ bắn nụ ầm ầm luôn cô chú anh chị nhá. Đó, đây ạ. Đùi gà tròn này.
thân tơ lá như thế này mà cô chú anh chị thấy có thể thấy là đang nụ rất là tuyệt vời luôn. Và một cái chậu đùi gà tròn xách nặng chịu tay như thế này, nhổ ra có lẽ để mà cân lên có lẽ còn rẻ hơn cả hàng cân nữa. Mà hàng thuần như vậy thì một cái chậu lan đùi gà tròn này em đang để giá có 150.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. 150.000 thôi ạ. Có những cái giò thời điểm bây giờ đã nhú nụ rồi. Thay vì cô chú anh chị mua những cái chậu đan đùi gà tròn, những cân đùi gà tròn giá khoảng tầm 190 cho đến 200.000 thì tại sao cô chú anh chị lại không lấy những cái chậu đùi gà tròn rất là to, rất là đẹp như thế này. Đó, tươi roi gió như thế này. Không phải lo về là cô chú anh chị không phải lo ghép. Hoặc là cô chú anh chị muốn ghép lại thì cứ thoải mái cô chú anh chị nhá. Đang chuẩn bị là cho nụ cho hoa hết rồi, giá có 150 cho một giò. Còn sang bên này đây sẽ là những chậu lan đen đô này cô chú anh chị này. Xum xuê vô cùng luôn. Cái chậu lan mà đã thuần sẵn tại vườn rồi cô chú anh chị nhá, trồng thuần sẵn tại vườn rồi, cực kỳ là to khủng như thế này. Và một cái chậu lan dendro này, riêng dòng dendro thì cô chú anh chị biết rồi, cái mặt bông nào cũng đáng sưu tầm, đáng thưởng thức đúng không ạ? Có những cái thân hiện tại đã bắt đầu là nhú nụ rất là đẹp như vậy đấy ạ. Em đang để giá có 150.000 cho một chậu thôi ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là cái dòng lan trầm rồng đỏ. Một vài năm trước đây chắc là cô chú anh chị đã từng mua một cái thân trầm rồng đỏ với giá vài 300.000 đúng không ạ? Hiện tại thì cây đang nụ cực kỳ là xuất sắc luôn, đẹp. Và mầm gốc đang lên rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhìn này. Đó, cái dàn mầm gốc cực đẹp như vậy và cây đang nụ hoặc là đang hoa cô chú anh chị nhá. Một cái chậu lan trầm rồng đỏ rơi ít nhất là 4 thân mà hàng đang nụ và đang ngay cả nụ vừa ki trên thân đẹp như thế này. Đó, rơi ít nhất là 4 thân trong một giò. Khi mà nở hoa thì phải nói là thơm vô cùng luôn. Em đang để giá có 100.000 thôi cô chú anh chị ạ. 100.000 thôi cho một cái chậu trầm rồng đỏ. Mầm gốc lên chi chít như thế này cô chú anh chị nhá. Đó, đang nụ hoa và đang mầm gốc. Giá vài ba bát phở cô chú anh chị có một cái giò lan đẹp để thưởng thức hoa thơm ngát. Và có ngay một cái cây giống cho năm sau để cô chú anh chị chăm chút cho năm sau để nó nở Tết nhá. Và bên này đây thì em đang có những cái chậu lan trầm cổ ạ, hay còn gọi là trầm than củi nhá cô chú anh chị nhá. Không phải tự dưng cái dòng lan này người ta gọi nó là trầm cổ đâu ạ. Cái mặt bông của nó phải nói là vô cùng là đẹp. Đây ạ, cô chú anh chị mình cũng em ngắm cái mặt bông của dòng lan trầm cổ đấy ạ. Đẹp một cách xuất sắc luôn và cực kỳ là thơm ạ. Một cái chậu lan trầm cổ mà rơi vào ít nhất là từ 5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. 5 thân trở lên và một cái dàn mầm gốc vô cùng đẹp như vậy. Đây ạ. Một cái dàn mầm gốc đẹp như vậy. Đó, nụ đã khá là lớn rồi và cô chú anh chị mình thưởng thức hoa ngay. Em đang bán một cái chậu như thế này với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. 120.000 cho một giò thôi. Và cũng là cái dòng lan trầm cổ thì em cũng có những cái chậu nó đang nhú nụ như thế này này cô chú anh chị nhìn này. Đó, đang nhú nụ bé hơn. Và mầm gốc thì rõ ràng là những cây mà nụ bé thì cái mầm gốc của nó cũng sẽ ngắn thấp hơn như thế này này cô chú anh chị nè. Đó, thì những cái chậu lan trầm cổ mà cái nụ bé như thế này nhá, thì cái chiều dài nó sẽ cao hơn cái cây mà đang có nụ lớn cô chú anh chị ạ. Nó sẽ cao lớn hơn là những cái cây đang có nụ lớn. Một chậu cũng rơi vào ít nhất là 5 cây thì em đang bán là 130. Đấy, thì cô chú anh chị muốn lấy cái hàng nụ lớn hay là muốn lấy cái hàng nụ nhỏ cứ báo em. Cùng có số cây là như nhau, là từ 5 cây trở lên, cực đẹp. Giá thì hàng nụ lớn là 120 và hàng nụ bé là 130. Nhưng cây nụ bé thì sẽ cao hơn cô chú anh chị nhá. Bên này sẽ là những chậu lan giả Hawaii ạ. Có những cái thân đang bắt đầu là nụ từ gốc đến ngọn luôn, to đùng luôn cô chú anh chị nhìn này. Đó, bắn nụ chi chít luôn. Một cái chậu Hawaii như thế này rơi vào ít nhất là 5 thân ngắn dài đấy ạ. Em đang để giá có 100.000 cho một giò thôi. Về ngắm một mùa hoa, thưởng thức một mùa hoa thôi cũng đủ mê ạ. Bên này sẽ là những cái chậu lan giả hoa hồng đỏ cô chú anh chị ạ. Những cây lan giả hạc hoa hồng đỏ đang chi chít là nụ hoa. Đang chi chít vào nụ hoa và cái mầm gốc rất là đẹp. Một cái chậu lan giả hạc hoa hồng đỏ như thế này phải rơi vào ít nhất là từ 7 thân trở lên nhé cô chú anh chị nhé. 7 thân trở lên. Chắc là trước đây cô chú anh chị đã từng mua một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ với cái số tiền là vài trăm nghìn, hơn trăm nghìn một thân đúng không ạ? Còn bây giờ ạ, để cô chú anh chị sở hữu ngay một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ mầm gốc đẹp và đang nụ như thế này thì em đang bán với giá có 110.000 thôi cô chú anh chị nhé. Ít nhất là 7 thân trở lên. Hiện tại có một số bông giả hoa hồng đỏ đang nở rồi. Đó, đang nở rồi cô chú anh chị thấy đấy ạ. Hoa vừa thơm và cánh cong ngay cả buổi tối vẫn cứ cánh cong veo xinh đẹp như thế này này. Đó, rất là đẹp luôn. Có 110.000 thôi cho một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ như vậy nhé. Và bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố cô chú anh chị ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố cũng đang nụ rất là đẹp.
Mặt bông hạc vĩ thiên cung nữ bố này, nó không phải là nhạt màu như hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị ạ. Màu bông hoa sắc hoa hồng đỏ cực, sắc hoa rất là tươi, rất là hồng đẹp như thế này. Thì một cái chậu lan giả hoa hồng đỏ như vậy đi ạ. Em xin phép được bán một chậu như thế này với giá sẽ là 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và số thân của nó cũng sẽ rơi từ 7 thân trở lên. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây la, cây hoa bạch trà. Đây là cây bạch trà cổ ạ. Và em thấy là nhiều nơi người ta bán cực kỳ là đắt luôn. Thì em tìm hiểu thì em thấy là có những cây bạch trà nó rẻ như thế này. Em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị. Cây này là cây bạch trà mà đã được trồng mà hơn 2 năm tuổi rồi cô chú anh chị nhá. Hơn 2 năm tuổi rồi. Cây rất là khỏe như thế này, yên tâm. Và một cái cây bạch trà như vậy em đang bán với giá là 80.000 ạ. Còn bên này đây thì em còn có cả những cây là cây bạch trà. Những cây bạch trà mà cái hàng nó chiều cao khoảng tầm 25 cm. Đấy, hàng cây giống cũng đã phân tán rất là khỏe như thế này. Thì những cây bạch trà giống như vậy em đang để giá là, trong bồng nhỏ như vậy em đang để giá có 18.000 cho một cây thôi cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là cái cây lan tiêu. Cây lan tiêu thì vừa rồi em cũng định mua những cái cây lớn ấy cô chú anh chị, nhưng mà giá nó đắt quá cô chú anh chị ạ. Giá nó đắt, rất là đắt. Trên 100.000 một cây mà cũng chiều cao cũng chỉ được hơn 2 năm tuổi thôi. Chính vì vậy mà em không sưu tầm cái cây lớn để mà giao lưu, mà ở đây thì em đang có những cây lan tiêu hàng giống chiều cao khoảng tầm 25-30 cm. Thì em xin phép bán một cái cây lan tiêu như vậy với giá là 18.000 cô chú anh chị nhé. Cây lan tiêu này thì thực sự em nghĩ rằng là rất là đáng để mà chơi. Bởi vì cái cây này cô chú anh chị mà chỉ trồng một cây thôi, khi mà nó nở hoa thì cả xóm là thơm cả xóm luôn cô chú anh chị ạ. Hoa của nó cực kỳ là thơm, cái cây lan tiêu này này. Sang bên này đây ạ, thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng địa lan cọp đỏ cô chú anh chị nhé. À không phải cọp đỏ mà cây là cây địa lan rồng đỏ chứ cô chú anh chị. Cây rồng đỏ, không hiểu làm sao mà không biết là cô chú anh chị cảm nhận về cái mặt bông của cái dòng lan rồng đỏ này như thế nào. Nhưng mà bản thân em thì phải nói là cực kỳ là thích cái mặt bông của dòng lan rồng đỏ này cô chú anh chị. Từ cái khuôn bông hoa đến cái sắc hoa. Đặc biệt là nếu như nó nở vào đúng những ngày Tết nữa thì cái sắc hoa của nó như thế này thì em thấy là rất là đẹp. Nó không to như địa lan Sato, nhưng mà cái khuôn bông hoa của nó rất là xinh cô chú anh chị ạ, rất là xinh luôn. Thì đây là cô chú anh chị này. Nên là đấy là cái lý do vì sao mặc dù đã hết Tết rồi nhưng mà có những cái lô cọp đỏ như thế này về, rồng đỏ như thế này về, thì em vẫn muốn là sưu tầm để mà giao lưu cùng cô chú anh chị. Và hơn nữa thì cây rồng đỏ này thì như nhà em này, em cũng đã bán 1-2 năm trước. Và cô chú anh chị có thể thấy là đây là cái chậu lan rồng đỏ. Em đã giới thiệu cô chú anh chị, cô chú anh chị nào mà theo dõi nhiều cô chú anh chị cũng biết rồi. Cái chậu rồng đỏ này em chơi từ hoa từ trước Tết đến bây giờ cô chú anh chị nhá. Chơi hoa từ trước Tết đến bây giờ luôn. Đó, và cái năm nay là năm thứ 3, thứ 4 của cái chậu lan rồng đỏ này rồi. Và vẫn là cái mặt bông mà em cảm thấy là ưng nhất trong các cái mặt hoa để mà chơi lan Tết đấy cô chú anh chị. Đấy, thì hiện tại em đang có những cái chậu lan rồng đỏ mà rơi từ 2 cho vòi hoa trở lên. 2 vòi hoa trở lên cô chú anh chị ạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là 2 vòi hoa cũng rất là đẹp rồi. 3 vòi hoa càng tuyệt vời hơn. Nhưng mà quan trọng hơn là em nghĩ là cái cây giống, một cái chậu lan giống rất là đẹp. Một cái chậu rồng đỏ mà có 2 vòi bông như thế này em xin phép được bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhá. Có 3 vòi bông ạ. 3-4 vòi bông em bán là 160.000, 3-4 vòi bông. Đấy, thì cô chú anh chị muốn lấy cái loại 2 vòi bông 150.000 hay là 3 vòi bông 160 đi, 3 vòi bông 160, 7 vòi, 4 vòi bông là 170. Cô chú anh chị cứ báo em cô chú anh chị nhá. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất vẫn là cái cây giống. Cái hàng này thì về cô chú anh chị chơi hoa chán thì thôi cô chú anh chị ạ, còn nếu mà cô chú anh chị muốn cắt đi để dưỡng cây thì cũng tùy cô chú anh chị. Còn bên này đây thì em còn có thêm cái dòng địa lan dạ ngọc minh châu. Cái dạ ngọc minh châu hoa đây, hoa màu vàng với chậu cây giống cũng rất là khỏe cho cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng hoa này màu vàng. Mỗi một cái cây lan nó có một vẻ đẹp riêng đúng không ạ? Chậu rất là sum suê như vậy em đang bán là 140 cho một giỏ. Ở đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một mặt bông cát. Một mặt bông cát rất là đáng chơi. Với cái sắc hoa đỏ tươi như thế này này cô chú anh chị. Và hàng này thì là hàng tem nên là sẽ chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị. Hoa chùm với sắc hoa đỏ như vậy. Đó là dòng lan cát cẩm tú nhá. Một cái chậu lan cát cẩm tú này sum suê như thế này. Đó, về cô chú anh chị tự trồng tự chăm để có những cái chùm hoa gọi là đẹp một cách trọn vẹn cho cô chú anh chị thưởng thức. Với giá em đang bán một chậu là một bụi như thế này. Giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là cũng là những cái chậu lan cát. Và hàng này thì mặt hoa sổ số nhá.
Đó, cái hàng chuẩn hoa hay là hàng xổ số thì em bảo đều báo rõ. Những chậu lan cát mà mặt bông bông xổ số này em bán 80.000 cho một chậu. Hàng cũng là một cái bụi rất là to. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu địa lan, những cái chậu vu nữ của chú anh chị ạ. Cái dòng vu nữ thì có một cái ưu điểm đó là nó nở hoa quanh năm luôn đấy cô chú anh chị, nở hoa quanh năm luôn. Đây là một những cái chậu lan vu nữ đẹp chưa cô chú anh chị, hoa của nó gần như là chiếm trọn cả lòng bàn tay của em luôn. Cái dòng địa lan cái vu nữ hổ vàng cô chú anh chị ạ, một cái chậu lan vu nữ hổ vàng em nhặt ra để cô chú anh chị mình có thể tưởng tượng ra cái độ to của nó nhá. Một cái chậu lan vu nữ hổ vàng như vậy, cô chú anh chị mình sẽ được thưởng thức hoa quanh năm luôn. Trên một cái vòi bông chỉ gần một bông hoa thôi cũng đã tủ to như thế này rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Và một cái chậu lan vu nữ hổ vàng như vậy em đang bán là một chậu một vòi bông ạ. Với giá 160 của chính chị nhá. Và chậu từ hai vòi bông trở lên. Hai vòi bông trở lên em xin phép được bán với giá là 180.000. Đây cô chú, nhưng mà cô chú anh chị mình yên tâm là với chậu như thế này này. Như chậu này vừa rồi là gãy hết nụ mà hiện tại đang chi chít là nụ mới. Nói chung là cái hàng này thì rất là nhiều giả hành. Chậu cực to nên là cô chú anh chị mình sẽ yên tâm rằng thưởng thức hoa quanh năm. Dám khẳng định cô chú anh chị không mua nơi đâu người ta bán một cái chậu cọp đỏ và hổ vàng to như thế này, này. Bự như thế này với giá có 160.000 đâu ạ. 160, 170 đâu ạ. 160, 180 cô chú anh chị nhá. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan vũ nữ. Vũ nữ cá mập ạ. Một cái dòng lan mà đây, một cái chậu lan mà nụ cực khỏe. Một chậu sẽ có hai vòi bông mà nụ đều tăm tắp và rất là khỏe như thế này. Với cái hoa tím đẹp một cách bí ẩn luôn và vô cùng thơm của chú anh chị nhá. Thì em đang bán một cái chậu lan vu nữ cá mập như vậy. Đây cái vẻ đẹp của dòng lan vu nữ cá mập này. Thơm lắm luôn ạ. Với giá chỉ có 110.000 cho một chậu thôi ạ. Sang bên này đây cũng là cái dòng lan vu nữ. Đây là cái dòng lan vu nữ hoa vàng. Với chậu lan vu nữ hoa vàng này cô chú anh chị chơi hơn một tháng của chú anh chị nhá. Đây, hiện tại thì cây cô chú anh chị thấy ạ, mặc dù có một vài bông thôi mà cũng một cần hoa thôi mà phân nhánh nở lung linh như thế này. Em đang bán một cái chậu lan vu nữ hoa vàng như vậy với giá chỉ có bao nhiêu? 90.000 cho một chậu thôi. Đấy, chiều cao của nó phải chiều cao cái vòi bông này nó phải dài tầm trên 80 cm trở lên. À trên 50 cm trở lên cô chú anh chị ạ. 50 cm trở lên mà phân rất nhiều nhánh. Một chậu cũng đủ xinh đẹp, cũng làm cho cái không gian trở nên tuyệt vời luôn rồi. Mạc Xuân, em có hai chậu Mạc Xuân với giá 100.000 một chậu. Và bên này đây thì hai cái giò dáng hương tam bảo sắc mỗi một chậu là 100.000, chậu số 1 và chậu số 2 đấy ạ. Và sang bên này đây thì em đang có hai những cái chậu lan thanh đạm sữa của chú ý chị ạ. Hoa cực kỳ là bền và cũng rất là xinh đẹp. Đó, thanh đạm sữa em đang bán một chậu là 100.000, sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Chuẩn bị hàng chuẩn bị nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Chậu này em gọi là chậu 39 này, với giá là 140.000. 38 là 150.000, 37 140 và 36 cũng 140 luôn. 35 cũng 140.000 và 34 là 150.000. 33 140 và 34 cũng 140 ạ. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng một túi như vậy. Đóng gói 0,4 kg em bán là 150.000 cho một túi nhá. Chè trồng ở vùng núi Phe Đén với độ cao trên 1.000 m². Quanh năm sương mù bao phủ nên là tạo ra cái hương vị rất là riêng mà không có nơi nào có đâu cô chú anh chị ạ. Dạ, sang bên này đây thì em có vỏ thông nhá, đủ size 1 2 3 4 vỏ thông vụn luôn, đồng giá 20.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, giỡn vụn này 40.000 cho 1 kg và giỡn bảng. Một bảng này kích cỡ là 13 30 với giá là 15.000, kích cỡ 20 30 với giá là 10 kích cỡ 20 30 với giá 18.000 và kích cỡ 20 40 với giá là 22.000. Duy xanh 50.000 cho một ống, duy đỏ 60.000 cho một ống, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Atomic 12.000 cho một gói nhá. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và B1 thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Thuốc đặc trị côn trùng với giá 90.000 cho một lọ, cắt tan đặc trị 80.000 cho một lọ, cắt tan đặc trị thôi nhũn 40.000 cho một lọ. Chi châu đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi, phân trùn quế nguyên chất 35.000 cho một túi. Và phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương. Đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, một sản phẩm phải nói cực hoàn hảo. Với giá chỉ có 35.000 cho một túi thôi. Phân dê đã qua xử lý. Đã qua xử lý rồi cô chú anh chị về bị bón rất là yên tâm luôn với giá là 18.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng
được chiết xuất hoàn toàn từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. 40.000 cho một lọ như vậy cô chú anh chị nhá. 40.000 cho một lọ, có rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời luôn. Nhờ diệt khuẩn, làm sạch không khí, mùi hương của nó chắc chắn làm cho cô chú anh chị sẽ có cảm giác thư giãn vô cùng luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.